nông dân Việt Nam chế tạo tàu ngầm Trường Sa 1 được truyền thông Nga khen ngợi. Truyền thông Nga tỏ ra khá bất ngờ với việc một kỹ sư cơ khí của Việt Nam có khả năng chế tạo tàu ngầm với khả năng lặn, di chuyển không thua gì một tàu ngầm thực thụ. Không chỉ đăng tải những thông tin chi tiết về tàu ngầm nông dân mang tên Trường Sa 01, truyền thông Nga còn quan tâm tới từng chi tiết cấu thành tàu ngầm này, coi đây là một thành tựu đáng tự hào. Vị tổng công trình sư Nguyễn Quốc Hòa, người đã từ bỏ tiền túi cũng như tìm hiểu cách thức hoạt động, cách thức chế tạo để tự đóng tàu ngầm Trường Sa 01. Bên trong tàu ngầm là một loạt các thiết bị điện tử, thiết bị đo đạc. Mặc dù trông có vẻ khá ọp ẹp do các thiết bị này đều là hàng chắp vá, nhưng không thể phủ nhận được thành tựu để đời này của vị doanh nhân người Thái. Bộ phận thân tàu khi được gia công trong xưởng của ông Nguyễn Quốc Hòa. Truyền thông Nga khẳng định đây là tàu ngầm lớn nhất, phức tạp nhất từng được Việt Nam chế tạo. Hệ thống chân vịt của tàu được thiết kế với 5 lá. Trên mỗi mặt lá chân vịt được mài nhẵn để có thể giảm tối đa lực cản của nước cũng như độ ồn do chân vịt tạo ra khi tàu di chuyển. Tàu có độ choáng nước 12 tấn khi lặn, 9,2 tấn khi nổi, lặn sâu 50m, tầm hoạt động 800 km, thời gian lặn trên lý thuyết là 15 giờ, thời gian hoạt động tối đa 15 ngày. Thậm chí tàu ngầm Trường Sa 01 còn được trang bị hệ thống tuần hoàn AIP hiện đại. Đây là hệ thống cho phép tàu Trường Sa 01 chạy được động cơ diesel khi đang lặn mà không cần tới ống thở nổi lên mặt nước. Việc làm chủ được công nghệ này sẽ là bước để Hải quân Việt Nam vươn ra biển lớn trong tương lai. Trong quá trình thử nghiệm trong bể nước và trên hồ đạt được vài kết quả nhất định, tổng công trình sư Nguyễn Quốc Hòa đã táo bạo đưa tàu Trường Sa 01 ra biển, nhưng rất tiếc là kết quả thử nghiệm lại không được như ý muốn. Mặc dù thế, tàu ngầm Trường Sa 01 vẫn được coi là một kỳ quan trong công nghệ đóng tàu của Việt Nam. Đáng nói hơn là nó được ra đời bởi bàn tay của một kỹ sư, doanh nhân. Đây mới chính là điều khiến quốc tế phải thán phục chúng ta sát đất. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.